Xin chào các em. Ngày hôm nay tiếp tục tôi sẽ hướng dẫn các em rèn kỹ năng chứng minh hai đường thẳng song song, rồi rèn kỹ năng cho các em tính góc ha. Cái phần hình học này nếu các em học mà sách Chân Trời Sáng Tạo đó chính là chương 2, còn nếu em học sách Kết Nối Tri Thức đó, đó chính là chương 1 nha. Phần bài tập rèn này rất khá là quan trọng, vậy thì em quan sát vào bài tập thầy sẽ hướng dẫn các em nha. Cái con quan sát cho bài số 1 nha, cho hình vẽ bên này ha, hình vẽ bên này đây. Rồi, chứng minh đường thẳng M, đường thẳng M đường thẳng này nè, song song với đường thẳng N, đúng không? Các con học á, chứng minh song song á thì dạy cho các con là mấy cái bao nhiêu cách? Hiện tại là 4 đến 5 cách đúng không? Đó, vấn đề rớt cho cách nào đây? Đó. Vậy thì ở đây các con có hai cách để làm bài này ha. Giờ thầy sẽ hướng dẫn cách giải nha. Cùng bài 1 cậu ý số 1 nha. Rồi. Rồi, giờ người ta nói nè. Chúng mình M song song với N. Rồi mấy con nhìn nè. Mấy con được nhìn thấy đường thẳng M không? Nó vuông góc với đường thẳng này nè. Đường thẳng này gọi là đường thẳng AB. Đường thẳng N này cũng vuông góc với đường thẳng AB mà mình học rồi, định lý mình học rồi. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song với nhau, đúng không? Vậy thì mấy con ghi vô này, cách thứ nhất. Mình trình bày nè, ta có đường thẳng M vuông góc với đường thẳng AB. Đường thẳng N cũng vuông góc với đường thẳng AB. Kết luận vậy, đường thẳng M song song với đường thẳng N. Nha, đó, đó là một cách. Cách này là cách dễ nhất, đúng không? Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song với nhau. Đó, rồi mấy con có thể làm cách 2 nè. Cách 2 là như vậy. Nha. Cách 2 là mấy con nhìn hai góc này 90 độ đúng không? Đúng không? Góc này 90 độ đúng không? Đó, hai góc này ở vị trí có phải là đồng vị bằng nhau không? Một đường thẳng cắt hai đường thẳng mà có chứng minh được hai góc đồng vị bằng nhau nè thì lập tức hai đường thẳng đó song song với nhau, đúng không? Rồi lúc này sẽ con sẽ trình bày ra nè, ta có nha, ta có góc A này bằng góc B bằng 90 độ. Kết luận vậy, đường thẳng M song song với đường thẳng N, mở ngoặc ra ghi cho thầy một chữ nè, đồng vị. Đúng không? Một đường thẳng cắt hai đường thẳng mà có hai góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau. Ha, đó là ý số 1. Giờ mình sẽ làm ý số 2. Sẽ tính góc K1 này nè. Đó. Theo chương trình cũ á thì nó dễ nha. Còn theo sách mới thầy coi trên sách nối sách kết nối tri thức rồi chân đời sáng tạo thì không có học là không học gì tổng hai góc trong cùng phía bù nhau ha. Nha. Đó, chỉ có học một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song đúng không, thì có các cặp góc so lay trong bằng nhau, đồng vị bằng nhau đúng không, đâu có học hai góc trong cùng phía bù nhau. Vậy thì bài này các em có bài này cách để em xử lý nè. Cách thứ nhất ha, đây mấy con nè, rồi các con coi ha, rồi giờ thầy dẫn cách thứ nhất nè. Cách thứ nhất là thầy sẽ tìm nè, mấy con nhìn thấy góc K1 không, có phải so lay trong với góc này không, đúng không? Vậy thì chỉ cần thầy tìm được góc này thôi thì lập tức thầy tìm được K1, tại vì K1 bằng góc chấm hỏi trên này, mà góc chấm hỏi trên này kề bù với góc này đúng không, đúng chưa, đúng không? Góc Y này nè, nó kề bù với góc này đúng không, con sẽ tìm được góc Y này, mà góc Y này này so lay trong với góc này, lập tức con sẽ tìm được góc K1 đúng chưa. Vậy thì đầu tiên mấy con trình bày nè, cách thứ nhất ha, ta có góc MIK nha, MIK bằng nè, MIK là góc này đúng không, góc này cộng góc này bằng 180 mà kề bù mà, thì con lấy 180 độ, con trừ đi 125 độ. Rồi, 188 trừ đi 25 thì các em còn 55 đúng không? 55 độ. Ô góc này 55 độ. Mà góc này so ngay trong với góc K1. Đó, trả lời ra là vì đường thẳng A song song với đường thẳng B, suy ra góc K1, một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì có hai góc so ngay trong bằng nhau thì nó bằng góc MIK. Vậy nó bằng 55 độ. Con mở ngoặc ra là so lay trong nha. Học chương trình cũ thì làm hai góc trong cùng phía bù nhau nó sẽ nhanh hơn nha, nhưng mà sách mới này không dạy cách đó nên thầy cũng không áp dụng cho mình được nha. Đó, nhưng mà tí thì cái thích thì vẫn nói cho mình được nghe. Đây là một cách. Cách thứ hai, cách hai này thầy sẽ làm như vậy. Cách hai thì sẽ phân tích như vậy nha mấy con. Bài này có nhiều cách lắm nha mày, được nha. Rồi cái góc Y bên này nè,
nó kề bù với góc này đúng không? Đúng không? Kề bù góc này mấy con tìm được góc màu đỏ trên này không? Góc màu đỏ này với góc K1 thế này là đồng vị này. Đúng không? Đó, thì lập tức con tìm được K1 thôi, đúng không? Nếu vậy thì lúc này các em phải đặt số vô đây, đặt Y1 ở đây nha. Đó, đặt số vô nha. Vậy thì thầy sẽ trình bày cách hai này. Ta có nhiều cách lắm các em. Ta có Y1 bằng 180 độ trừ đi 125 độ. Y1 và góc Y bên trong là hai góc kề bù đúng không? Bằng 50 độ. 55 độ. Rồi mình nói là vì đường thẳng E song song với đường thẳng B, suy ra góc K1 bằng góc Y1 bằng 55 độ mới được. Mở ngoặc ra, đây là cách dùng đồng vị để mình làm. Đó. Các con vẫn còn một cách nữa này. Thầy nghe thầy nói còn cách nữa này. Nhưng mà cách này thầy không làm ha. Góc này này, có phải đồng vị với góc K dưới này không? Mình đặt đây là K2 đi. Đúng không? Vậy mình sẽ tìm được K2 dưới này. K2 dưới này nó đồng vị 125. Vậy thì góc K2 dưới này nè, nó bằng 125 độ. Rồi K2 với K1 kề bù, lấy 180 trừ đi 125, tìm được K1. Đó, rất nhiều cách để mình xử lý nha. Rồi, các con gần sát đến bài số 2 ha. Bài số 2 là cô cho đường thẳng A vuông góc với đường thẳng C. Đường thẳng này đại diện đường thẳng C nha mấy con. Đó, C luôn rồi, nguyên cái đường này là C hoặc là CD cũng được đó, đường thẳng CD cũng được nha các em. Rồi đường thẳng B vuông góc với đường thẳng C này luôn và cho góc B bao bằng 45 độ, có nghĩa góc này nè. Góc này bằng 45 độ là các em. Rồi ok, chứng minh A song song với B ha. Mình sẽ dạy nè. Quá đơn giản luôn đúng không? Ý số 1 ha. Mình học rồi, hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song với nhau. Vậy mình sẽ dạy nè, ta có đúng không? Đường thẳng E vuông góc với đường thẳng C, đường thẳng B cũng vuông góc với đường thẳng C thì mấy đứa suy ra đường thẳng E song song với đường thẳng B. Đó, mình học rồi, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau, đúng không? Câu 2. Tính góc A1 và A4. Trời ơi, góc A1 nè. Nhìn A1 nè, A1 chắc ăn phải liên quan đến B3 rồi. A1 và B3 mình học rồi, đây là hai góc ở vị trí so lay trong bằng nhau, đúng không? Vậy A1 bằng B3, đúng không? Rồi mình trả lời nè. Vì đường thẳng E song song với đường thẳng B nha. Ta có A1 bằng B3. Mà B3 bằng 45 vị trí A1 bằng 45, mở ngoặc ra so lay trong. Đúng chưa? Rồi có A1 à, có A1 mấy con vừa tìm ra 45 đúng không? Tìm A4. Trời ơi, A1 và A4 là hai góc kề bù, đúng không? Xuống hàng A4 cộng A1 bằng 180 độ các em. Mà ngoặc ra mình ghi là kề bù. Đúng chưa? Vậy xuống hàng A4 mấy con lấy 180 độ trừ đi A1, mà A1 mới tính trên là 45. 180 trừ 45 thì bằng 135 độ. Hoàn chỉnh bài. Ok, giờ còn coi đến sát với bài số 3 ha. Giả thiết này ra cho đường thẳng M vuông góc đường thẳng R. Đường thẳng N cũng vuông góc với đường thẳng R luôn. Ok, chứng minh hai này song song với nhau. Quá đơn giản đúng không em? Rồi, vậy thì mình trình bày ha. Mình sẽ chọn cái cách gì? Mình sẽ chọn cái cách mà mình sử dụng gì các em? Định lý là gì? Hai đường thẳng cùng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Vậy thì trình bày ha. Ta có đường thẳng M vuông góc với đường thẳng R. Rồi tiếp tục đường thẳng N vuông góc với đường thẳng R. Từ đây suy ra đường thẳng M song song với đường thẳng N. Được chưa? Đó, câu 2 nha. Rồi cho góc H3 bằng 50 độ. Đây, H3 là góc này nè các em, bằng 50 độ các em. Giờ yêu cầu tính hai góc này Y1 và Y2. Thầy khuyên mấy đứa lên tìm Y2 trước. Nha, Y2 trước. Góc này với góc này á theo sách cũ á, là hai góc trong cùng phía bù nhau á mấy con nha, nhưng mà sách mới nó không có dạy nên mình không làm cách đó nha. Vậy thì mình sẽ chuyển lên hai góc này về hai góc này, góc so lay trong bằng nhau nè. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì có các cặp góc so lay trong bằng nhau, các cặp góc đồng vị bằng nhau đúng không? Vậy nên tìm Y2 trước cho thầy nha. Vậy mình trả lời ra nè, mình nói là vì đường thẳng M song song với đường thẳng N nên góc Y2 bằng góc H3. Mà H3 người ta cho 50 độ thì con điền 50 độ vô, con giải thích là so lay trong. Đúng chưa? Rồi giờ con tìm Y1 nhẹ nhàng không? Y1 với Y2. Y1 với Y2 là hai góc kề bù, đúng chưa? Vậy thì mấy con sẽ tìm Y1 nè, xuống hàng. Y1 cộng Y2
Góc Y1 cộng Y2 bằng 180 là do hai góc kề bù, đúng không? Con nào làm nhanh hơn thầy cũng được, không sao hết. Vậy xuống hàng Y1, con lấy 180, con trừ đi Y2, Y2 mà Y2 là 50 đó. Vậy thì nó bằng 130 độ. Xong bài. Ok chưa? Thì cho hình vẽ nè, cho đường thẳng M song song với đường thẳng N. Đây, hai đường này song song với nhau, cho song song nha. Rồi, song song với nhau nè. Đó. Rồi. À, đường thẳng X vuông góc với đường thẳng M. Đường thẳng X nè, vuông góc với đường thẳng M nè. Đây, vuông góc M nè. Rồi, giờ yêu cầu chứng minh đường thẳng X vuông góc với đường thẳng N. Chứng minh vuông nha. Đó, yêu cầu chứng minh đây vuông nè. Đó. Đứt khúc nha, vẽ đứt khúc đi. Đó, chứng minh vuông. Ở đây các em thì hướng dẫn cho mấy em hai cách làm ha. Rồi mấy em ghi đi. Dạy ha. Chắc một. Ý số 1 ha. Giờ thầy làm sẽ cách này nè. Mình học định lý rồi. Một đường thẳng vuông góc đây, vuông góc nè. Với một trong hai đường thẳng song song, là hai này song song với nhau thì đường thẳng đó là đường thẳng này nè, cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. Đó, vậy thì mấy con trình bày vô nè. Ta có một đường thẳng vuông góc nè, đường thẳng x á, vuông góc với đường thẳng m, đúng chưa? Mà đường thẳng m lại song song với đường thẳng n, vậy thì suy ra đường thẳng x nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại, là vuông góc với đường thẳng n, được không? Đó, đây là cách một nha. Ghi này, ghi này C1 đây. Đây cách 2. Cách 2 này mấy con. Cách 2 nè. Mấy con thấy hai đường thẳng này song song đúng không? Đó, mà đây vuông thì góc này cũng bằng vuông luôn á. Đúng không? Tại vì hai này song song thì hai góc đồng vị bằng nhau, đúng chưa? Đó, góc D là 90 thì góc C bằng 90. Vậy thì mình cần nói nè, vì đường thẳng M song song với N nha mấy đứa. Cẩn thận nha. Từ đây suy ra góc C bằng góc D. Mà góc D bằng 90 thì góc C bằng 90. Mà góc C bằng 90 thì suy ra đường thẳng X nó vuông góc với đường thẳng N. Đúng chưa? Đó. Rồi mình đến ý số 2 nè. Ý số 2 là gì? À, tính góc A2 và A1 đúng không? Mấy con nhìn này, A1 và góc B1 nè. À, hai góc ở vị trí sau này trong đúng không? Thì nó bằng nhau. Đúng không? Mình chỉ cần nói là vì đường thẳng M song song với đường thẳng N, suy ra A1 bằng góc B1 bằng 60 độ. Mấy con giải thích ra là so lê trong nha. Rồi sau đó A2 tìm A2 được không? Trời ơi, A2 với A1 là hai góc ở vị trí đối đỉnh, đúng không? Đúng không? Đó. Vậy thì A2 bằng A1. Mà A1 60 thì nó bằng 60 luôn. Mở ngoặc ra đối đỉnh. Hoàn chỉnh bài. Cần cần xác được con số 1 nha. Yêu cầu tiếp tục chứng minh đường thẳng A song song với đường thẳng B, đúng không? Mấy con nhìn thấy hai đường thẳng này cùng vuông góc với một đường thẳng. Tên này là đường thẳng này, không có ký hiệu gì hết, không ký hiệu chữ thường nha. Nhưng mà ở đây có hai điểm này, CD nè, có nghĩa là nó vuông góc với đường thẳng CD nha. Đó, giống như bài trước mình làm đó các em. Vậy thì mình trình bày ha. Rồi, ta có đường thẳng A vuông góc với đường thẳng CD. Đường thẳng B cũng vuông góc với đường thẳng CD luôn. Vậy từ đây suy ra hai đường thẳng A và B song song với nhau, đúng không? Giờ xuống ý số 2. Giờ cho người đây đây các em thấy không? À, góc B này 45 độ đúng không? Giờ yêu cầu tính A1, A2, A3 đúng không? A1 là A2, A3 nè. Mấy con cách nào làm cho phù hợp thì làm nha. Rồi, nhìn đây góc A2. A1 á với góc này là hai góc trong cùng phía của nhau nhưng mà chương trình chậm tại nên mình không học nè. Rồi nhìn A2 là với góc B này hai góc sau lây trong, đúng không? Mà lập tìm tức tìm được A2. Vậy mình trình bày nè. Vì đường thẳng A song song với đường thẳng B nên góc A2 bằng góc B. Góc B không ký hiệu gì hết, mình để B luôn nha. Bằng 45 độ. Mở ngoặc ra sau lây trong. Đúng không? Rồi ok, mình có A2 rồi, mình có thể tìm được A3 hoặc A1 nha. A1 với A3 đều kề bù với A2 hết, đúng không? Vậy thì chấm xuống hàng nè. A1 cộng A2 bằng 180 mấy con. Vì sao vậy? Vì nó kề bù, đúng không? Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180. Vậy A1 lấy 180 độ trừ đi A2, mà A2 là 45 rồi các em. Vậy thì các em tính ra bằng 135 độ. Rồi tính A3 được không? Đừng làm kề bù nữa nhé. A3 và A1 nè, đây là hai góc đối đỉnh, đúng không? Vậy A3 bằng A1 bằng 135 độ.
mở ngoặc ra đối đỉnh. Đó, vậy thôi xong bài nha. Rồi em trình bày vô. Rồi các em quan sát hướng bài số 6 nha. Giờ nó yêu cầu chứng minh hai đường thẳng song song nha. Đó, do đường thẳng này là AD, đường thẳng này là BC, đúng không? Mà mấy con nhìn thấy hai đường thẳng này nè, nó cùng vuông góc với đường thẳng AB, đúng không? Hai đường thẳng này cùng vuông góc với AB nè. Thì nó chúng song song với nhau, đúng không? Đó. Hoặc là mấy con làm cách hai chứng minh hai góc đồng vị bằng nhau lập tức song song vẫn thành công nha. Đó, nhưng mà thầy muốn các em làm cách một thôi. Rồi. Dạ ha. À, câu số 1 nè. Em mình nói nè, cách trình bày rất là quan trọng nha mấy con. Ta có đường thẳng AD, nó vuông góc với AB. Rồi đường thẳng BC, nó cũng vuông góc với đường thẳng AB luôn. Mà mình học rồi, hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau, đúng chưa? Rồi, ok. Rồi câu 2 ha. Tính góc C1, cho biết góc D bằng 50 nè, tính góc C1 nằm bên này nè. À, nếu mà học sách cũ thì làm nhanh hơn, còn các em học sách mới chỉ ở đây mình sẽ khai thác hai đường thẳng song song là có so le và đồng vị thôi. Các góc so le trong bằng nhau và đồng vị bằng nhau thôi, đúng không? Nè, góc này nó so le trong với góc này. Mình tìm được C2 mà C2 với C1 kề bù. Ok, tìm ra C1. Đúng không? Còn cách hai này em có thể làm góc này bằng góc này đồng vị là góc C3 đồng vị là D50 mà góc C3 này kề bù với C1. Đó, các con có quyền đó làm rất nhiều cách nha. Rồi, vì đường thẳng gì? Vì đường thẳng AD song song với BC nên góc C2 bằng góc D. Để cho D thì mình biết D nha, 50 độ. Còn D1 thì cho số vô thì mình nói giải thích ra so này trong, đúng không? Hai một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì có các góc so này trong bằng nhau. Ở đây bằng 50 độ này mấy con. 50 độ với góc này là hai góc kề bù. Đó, vậy xuống hàm con tính ra C1 cộng C2 bằng 180 độ, giải thích ra nó kề bù nha. Đó, kết từ đây suy ra C1. Mấy con lấy 180 trừ đi C2. C2 là 50. Mấy con tính ra được bằng 130 độ. Xong rồi. Hình vẽ dưới đây cho đường thẳng A song song với đường thẳng B, A này song song với nhau. Mà đường thẳng C vuông góc với đường thẳng A. Các em nhớ đến cái bài học thầy dạy này gì? Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. Cái người ta hỏi nè, đường thẳng C có vuông góc với đường thẳng B không? Người ta hỏi có không? Chắc anh là có. Giải thích vô nha. Câu số 1 nha, mình sẽ dạy nè. Đó, hỏi có không? Trả lời có. Vì sao? Giải thích ra vì A song song với gì? B. Rồi C vuông góc với A thì từ đó suy ra C cũng vuông góc với đường thẳng B, đúng không? Đó, một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại, đúng chưa? Rồi cho A1 bằng 115 độ là cái góc từ đây này nè, 115 độ. Tính góc B1 là góc này. Wow, hai góc này ở vị trí đồng vị đúng không mấy đứa? Đó, ok mình giải vô ha. Đây là câu số 2. Trả lời ra nè. Vì đường thẳng A song song với đường B người ta cho, từ đây suy ra góc B1 nó bằng A1, nó nằm ở vị trí đồng vị đúng không? 115 độ. Đấy, hai góc ở vị trí đồng vị nha, bằng nhau. Đó. Rồi đến A2. A2, trời ơi, đến A2 làm sao? A2 với A1 là hai góc kề bù, đúng không? Đó. Rồi vậy thì mình tính A2 nè. A2 cộng A1 bằng 180 độ, giải thích ra vì nó kề bù. Rồi lúc này con sẽ tính A2 ra ha. A2 bằng 180 độ, con trừ đi A1 là 115 độ thì bằng 65 độ. Đó, vậy thôi, hoàn chỉnh bài. Rồi mấy con nhìn bài này, bài tập số 8 này không giống những bài trước. Nhớ kỹ điều này ha, không có giống những bài trước. Mình phải xử lý như thế này. Con coi quan sát ha. À, góc này đâu có gì liên quan góc này, đừng nói so le nha, làm gì có so le trong đây. À, góc này 60 độ đâu có liên quan đến góc này đâu, đúng không? Vậy thì bài này á, thầy dạy mấy con là rất nhiều cách để tìm góc đúng không? Đúng không? Đối định, kề bù, so le trong, đồng vị đúng không? Đó, trong cùng phía chẳng hạn. Còn không được thầy còn dạy cách hôm nào thầy dạy mấy đứa là vẽ thêm một đường phụ nữa. Vì thế lúc này thầy vẽ nè, thầy sẽ vẽ thêm một đường phụ nè, đường thẳng này tên là đường thẳng C.
nha, để vẽ đường thẳng C đi qua O song song với đường thẳng A thôi nha. Đó, để vẽ đường thẳng C đi. Rồi thầy chia ra hai cái góc này nè, đây là O1, O2 nha. Đấy thì các em đầu tiên thầy các em ghi này vô nè. Vẽ đường thẳng C. C đi qua O. Sao cho, tại vì qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng có trước thôi nha. Vẽ đường thẳng C đi qua O sao cho đường thẳng C đó nó song song với đường thẳng A, mà cái đường thẳng A người ta cho song song với đường thẳng B. Theo tính chất bắt đầu mấy con học rồi, một đường thẳng gì, hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Thì từ đây mấy con suy ra đường thẳng A song song với đường thẳng B và song song với đường thẳng C. Đó, con phải trình bày đủ ý về được nha, chứ con không có vẽ được một đường thẳng đi qua O mà song song với A và song song với B được đâu nha. Theo tiền đề ứng lực chỉ có một thôi, đó, song song với A mà A lại song song với B. Vậy theo tính chất bắc cầu thì ba thằng này song song với nhau. Rồi từ đây con mới khai thác nè, con muốn tìm được góc AOB từ đấy đây nè, đó, thì con phải tìm là O1 ra. Mà O1 với góc A là hai góc song này trong, nè, tại vì bản thân hai này song song với nhau nè, đúng không? Đó, O1 bằng góc A là 30 độ nè, đúng không? Rồi O2 bằng góc B bằng 60 độ nè. Sau đó còn cộng hai cái góc này là chính là góc AOB nha. Vậy xuống hàng trình bày nè. Từ đây ta có góc O1 bằng góc A bằng 30 độ, giải thích ra nè, so lấy trong nha. Rồi tiếp tục O2 bằng góc B bằng 60 độ, mở ngoặc ra, so lấy trong. À, rồi kết luận với góc AOB. Góc AOB nè bằng hai góc nhỏ con cộng lại đó bằng O1 cộng O2. Nếu con lấy 30 độ vô cộng 60 độ, ok, lập tức nó bằng 90 độ. Ok, tính được góc AOB. Nhớ nha, bài toán bế tắc nữa thì các em phải vẽ thêm đường phụ cho thầy nha. Rồi các con trình bày vô. Rồi nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh, like, share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho các em xem nha. We'll be right back.